Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tùng Nguyễn Rubik ha. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn giải Rubik 6x6. Thì để giải được Rubik 6x6 này á, thì các bạn phải giải được Rubik 4x4 và 5x5 nha các bạn. Tại vì Rubik 6x6 này á, nó dựa trên công thức của 4x4 và 5x5, chỉ thêm một hai công thức nữa thôi. Mà trước đầu tiên á, thì để giải Rubik 6x6 này á, thì bạn phải giải được cái tâm của nó nè. Đó, cái tâm này á, thì mấy bạn sẽ giải hoàn toàn giống như 4x4 và 5x5 thôi. Nhưng mà mình xin lưu ý mấy bạn lại á, thì mấy bạn phải giải theo đúng hệ màu nha, nó nha mấy bạn. Nếu mà không đúng hệ màu thì nó sẽ không ra đâu. Hệ màu của nó là đầu tiên mấy bạn phải giải màu trắng, rồi tới mặt màu vàng, tới mặt màu đỏ, màu xanh dương, rồi mới tới hai cái mặt còn lại nha mấy bạn. Rồi hai cái mặt rồi hôm nay mình xin hướng dẫn mấy bạn á là giải hai cái mặt cuối cùng này nè. Tại vì hai cái mặt cuối cùng này á thì nó sẽ giải không có giống như là 4x4 và 5x5 nữa. Từ 6x6 trở đi là 6x6, 7x7, 8x8, 9x9 hoặc là lớn hơn nữa thì nó sẽ áp dụng cái công thức như thế này để mà hoán mấy cái cạnh về đúng với cái tâm của nó. Rồi, mình sẽ hướng dẫn mấy bạn làm nha. Thì để mà giải được á thì mấy bạn để giống như mình vậy nè. Ví dụ như cái mặt màu cam á, nó có một cái cạnh màu xanh. Mình để ở ở ở dưới đây nè. Thì mình sẽ ở dưới đây mặt màu xanh mình sẽ cũng sẽ kiếm cái mặt một cái cạnh màu cam để vị trí đối với nó giống vậy nè. Đó. Phải vậy nè nha bạn. Đó, vậy á mình mới áp dụng được công thức đó. Rồi. Bất kỳ hàng nào cũng được. Nhưng mà đầu tiên là mình giải cho nó cái vòng ngoài trước đi, rồi bắt đầu mới tới ở trong. Rồi, mấy bạn nếu mà nó đang ở vậy nữa mấy bạn thì nó không có được, mấy bạn xoay cho nó về nó đối với nhau. Rồi bạn mới áp dụng. Rồi mình sẽ làm cho các bạn xem nha. À, đây đây xuống đây phải không? Rồi bạn quay xuống. Rồi, xoay qua. Rồi bên đây xây xuống, rồi xây qua, rồi trả về, rồi xây qua, đó trả về. Đó, hồi nãy là nó có 4 viên sai, bây giờ thì mình áp dụng công thức á, thì nó chỉ còn lại 3 viên sai thôi các bạn. Rồi mình tiếp tục áp dụng công thức nó như nữa nha các bạn. Thì hiện giờ mình để giống như vậy luôn, cái vòng ngoài nó vẫn còn một viên bị sai nè. Thì ở đây á, màu xanh lá cây thì ở dưới mình sẽ xây nó màu cam, nó đối với nó thì mình áp dụng công thức nha bạn. Rồi viên này đó, mình phải sửa với viên này, mình sẽ đưa nó xuống xuống nè, mình làm chậm nha bạn. Qua xuống, qua trả về, qua trả về. Nó vậy là mình đã làm đúng thêm được một cái cạnh ở đây mấy bạn. Rồi còn hai cái cạnh ở bên trong nè, mình cũng để nó giống vậy luôn, như vậy là nó đang đối nhau luôn rồi đó mấy bạn. Rồi hồi nãy á thì mấy bạn đếm nè, ba cái cạnh bên đây nè, thì mình sẽ quay qua bên tay trái. Còn giờ mình muốn giải cái cạnh này nè, cái bên đây á, thì mình sẽ quay nó lại qua bên tay phải nha bạn. Rồi các bạn nhìn mình làm nha. Rồi cạnh này đổi với cạnh này thì mình xoay, hồi nãy á, là mình xoay hết trơn nó xuống được, còn giờ là mình sẽ xoay đúng cái cạnh đó thôi nha bạn. Tại vì hồi nãy cái hàng ở ngoài á thì bạn xoay xoay nó cùng với cái cạnh bìa ở ngoài á, tại vì bìa ở ngoài nó không ảnh hưởng gì hết trơn á, mình xây theo hoặc là để cũng được không sao. Còn ở cạnh ở trong này á, thì mấy bạn sẽ xây đúng nó thôi. Rồi xuống, rồi qua bên kia, qua, rồi xuống ngay 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 cạnh ở thứ ba luôn nha. Xuống, rồi qua, trả về. Rồi qua đó trả về,
Đó. Vậy là mình chỉ còn đúng một cạnh thôi các bạn. Một cạnh á, thì mấy bạn bây giờ mấy bạn cũng để giống như nãy luôn. Đó. Để vị trí nó đối nhau vậy nè. Mấy bạn nếu mà bạn không có thuận bên tay trái á, thì bạn có thể xoay qua bên tay phải để làm cũng được nha bạn. Nè, bây giờ mình xoay mình làm thử cho bạn coi luôn nè. Đó. Thì bây giờ bên phải phải không? Bên phải thì nó sẽ quay lại qua bên trái thôi. Đó. Rồi, mình xoay mình ở giữa thì mình xoay nó đúng một cái cạnh ở giữa thôi. Đó, mình xoay xuống nè. Đó. Xoay qua. Giờ bên phải thì mình xoay qua bên trái vậy thôi. Qua. Rồi, mình xoay ở giữa xuống. Đó. Rồi, mình xoay qua. Đó, mình trả về. Đó, mình xoay qua. Trả về. Đó, vậy là mình đã hoàn thành được rồi các bạn. Đó. Đơn giản không? Rồi sau khi mà giải được cái tâm của nó đúng hết rồi á, thì bây giờ mình sẽ giải tới cái cạnh của nó ha. Thì cái cạnh của nó là sẽ giải giống như là 6 con 6 con 6 này sẽ giải công thức cũng giống như 4 x 4 x 5 x 5 vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ làm thử cho bạn xem nha. Thì bây giờ mình sẽ chọn một cạnh đi. Mình sẽ chọn cái cạnh này nè. Vàng, vàng xanh lá nè, để mình giải nè. Rồi. Trước khi giải á, thì mình xin nhắc lại là như vậy là giờ nha các bạn. Vậy là giờ. Còn vậy là giờ nhỏ. Rồi, vậy là 2 giờ nhỏ nha các bạn. Đó. Còn vậy sẽ là 3 giờ nhỏ. Thì nó có khác nhau gì không? Thì ví dụ như mình áp dụng công thức mà 2 giờ nhỏ để mà đưa cái cạnh này nè, cạnh xanh, xanh xanh lá với vàng này á, mở lên đúng vị trí trên này á, thì mình sẽ áp dụng công thức là 2 giờ nhỏ nha các bạn. Nè, nếu mà mình xoay vậy nè, 2 giờ nhỏ vậy nè, thì cái cạnh này nó sẽ lên trên này. Đó. Còn nếu mà trường hợp mình xoay 3 giờ nhỏ, 3 giờ nhỏ là mình sẽ xoay như thế này. Đó. Thì cái cạnh này nó sẽ lên trên đây. Đó. Rồi, mình làm thử cho bạn xem nha. Giờ áp dụng công thức là 2 giờ nhỏ trước nè. 2 giờ nhỏ. Nè, để cho nó qua đây nha bạn. Này. 2 giờ nhỏ. R U R phẩy F R phẩy F phẩy R 2 giờ nhỏ phẩy. Đó. Là hồi nãy cái cạnh dưới đây nè. Nó đã lên trên đây nè các bạn. Thấy không? Rồi, bây giờ mà để đưa được cái cạnh này nè. Nó quay về với trên đây á thì bạn áp dụng công thức là 3 giờ nhỏ nha các bạn. 3 giờ nhỏ. 3 giờ nhỏ là mấy bạn xây 3 tầng vậy nè. Đó. 3 giờ nhỏ. R U R phẩy F R phẩy F phẩy R 3 giờ nhỏ phẩy. Nó là nó đã hoàn thành được cái cạnh đúng rồi các bạn. Rồi. Các bạn cứ làm giống mình vậy á thì nó sẽ hoàn thành hết mấy cạnh còn lại luôn. Vậy nha mấy bạn. Mình không có giải chi tiết cho các bạn tại vì nó là vậy nó sẽ mất thời gian lắm, tại vì nó cũng giống nhau thôi à. Mình sử dụng công thức giống vậy á rồi sẽ ra thôi. Rồi sau khi các bạn đã giải đúng hết mấy cái cạnh của 6x6 á mà còn 2 cái cặp cạnh cuối cùng này nè. Mà như bạn thấy nè, nó có ba cái cục trên nó đúng nè, mà nó hai hai cạnh dưới nó sai nè, thì mấy bạn áp dụng công thức để mà đưa nó từ đây mà đưa lên đây á thì không có được nha bạn. Nên là mình chỉ cho mấy bạn một công thức nữa để đổi cục này lên trên đầu nè, rồi mình áp dụng công thức 3 giờ nhỏ lên trên này á thì nó sẽ ra nha mấy bạn. Rồi công thức là nó như vậy nè. R U R phẩy F R phẩy F phẩy R. Đó. Thì từ từ cái vị trí cạnh dưới đây á, nó đã lên trên đây nha các bạn.
Thì bây giờ mấy bạn sẽ áp dụng được công thức là 3 giờ nhỏ. 3 giờ nhỏ thì nó sẽ lên trên vị trí này nha các bạn. Rồi mình áp dụng tiếp thôi. 3 giờ nhỏ. R U R phẩy F R phẩy F phẩy R 3 giờ nhỏ phẩy. Đó. Là nó đã hoàn thành hết nha các bạn. Rồi. Trường hợp này nè, trường hợp á mà còn một cái cạnh cuối cùng của nó mà nó có hai cái cạnh nó hướng về phía trước nè. Thay vì nó nằm trên đây là nó đúng nè các bạn. Mà nó hướng về vậy nè thì mình áp dụng, mình sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng công thức thì nó sẽ đúng luôn nha các bạn. Rồi con công thức là như thế này nè. Về lại r nhỏ. Về là 2r nhỏ. Về là 3r nhỏ. Về là 4r nhỏ nha các bạn. Đó. Còn về lại l nè. Về lại l nhỏ. Đó. Còn x là ở mình chọn mặt này thì mình x một cái là xuống một góc 90 độ là như vậy nha các bạn. Rồi mình sẽ áp dụng cho các bạn xem nha. Mấy bạn cứ làm theo mình là được rồi. Này cũng dễ lắm. Nó cũng tương tự như 4x4 vậy đó. Nhưng mà nó khác một chút thôi tại vì cạnh nó nhiều hơn á. Rồi. R nhỏ. U2 x. R nhỏ. U2 R nhỏ. U2 4R nhỏ phẩy. 4R nhỏ phẩy là mình lấy 4 cạnh nha các bạn. 4 cạnh vậy nè, 4R nhỏ phẩy. U2 L nhỏ. U2 R nhỏ phẩy. U2 R nhỏ. U2 R nhỏ phẩy. U2 R nhỏ phẩy. Nó. Vậy là nó đã hoàn thành rồi các bạn. Rồi. Sau khi mà hoàn thành xong rồi á thì mấy bạn giải giống như 3x3 vậy là nó sẽ ra nha các bạn. Giải giống 3x3 thì đầu tiên mấy bạn cứ màu trắng thì mình đưa mấy cái cạnh của nó lên màu vàng vậy thôi. Này mình không có hướng dẫn nhiều nha các bạn. Mấy video trước là mình đã hướng dẫn kỹ mấy cái trường hợp này dữ lắm rồi. Nó bạn cứ đưa lên thôi. Đó. Mày đưa về đúng tâm của nó. Mày chuyển xuống màu trắng. Đưa về đúng tâm, chuyển xuống màu trắng. Rồi đưa mấy cạnh nó lên. Vậy là xong được tầng 1 rồi. Mình để nó bên dưới. Mình giải tiếp tầng 2. Mày giải giờ là nó trở thành giống như 3x3 vậy các bạn. Chừng nào cái tầng cuối á nó mới xảy ra trường hợp đặc biệt tiếp theo thôi. Thì tới tầng cuối mình sẽ hướng dẫn thêm. Rồi, qua lên, qua xuống. Hoàn toàn giống 3x3 luôn nha các bạn. Rồi giải tiếp cái dấu cộng màu vàng. Này được cái phía trên của dấu cộng rồi nè các bạn.
áp dụng thức thôi. F R U R phẩy U phẩy F phẩy, đó được là ngang. Rồi áp dụng tiếp F R U R phẩy U phẩy F phẩy, đó là được full mặt vàng rồi, là được dấu cộng màu vàng rồi. Mình tiếp tục đó, mình để vị trí vậy nè, R U R phẩy U R U hai R phẩy đó. Này là mình làm OL thôi chứ không có gì nha bạn. R U R phẩy U R U hai R phẩy đó, vậy là nó full mặt vàng rồi. Rồi mình nói thêm ha. Rồi trường hợp ví dụ như mà mấy bạn làm theo công thức 3x3 xong được cái dấu cộng màu vàng á, mà nó ra trường hợp vậy nè, thay vì mấy bạn làm nó được dấu cộng màu vàng á, thì mấy cái mặt màu vàng này nó cũng nằm bên trên hết luôn đó. Sau khi áp dụng OL thì nó sẽ ra hết, mà trường hợp này mấy bạn cứ áp dụng OL hoài hoài luôn, của 3x3 hoài hoài luôn mà nó cũng không có lên được phía trên đó bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một công thức để mà khắc phục cái trường hợp parity này nha các bạn. Thì rồi mình hướng dẫn sơ sơ gì mấy bạn ha, là như vậy R nha các bạn. Rồi thế này là R nhỏ. Rồi còn về là 2R nhỏ nha các bạn. Ba cái vậy nè là 2R nhỏ. Còn về là 2R nhỏ phẩy nè các bạn, ngược chiều kim đồng hồ nè. Đó. Còn về lại là 2R nhỏ nha các bạn. Đó. Ba tầng máy lên tay trái nè, xuống cùng chiều kim đồng hồ là 2R nhỏ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng cho các bạn xem và giải cái trường hợp parity này để cho nó lên hết cái mặt vàng, full mặt vàng bên trên nha các bạn. Rồi. Mình sẽ để vị trí như thế này. Mình sẽ xây ba tầng này lên. Là 2R nhỏ. 2R nhỏ. U2. Rồi x là xây xuống một góc, xây xuống một góc 90 độ vậy nè các bạn. Đó. Rồi tiếp tục 2R nhỏ. U2. 2R nhỏ. U2. 2R nhỏ phẩy. U2. 2L nhỏ. U2. 2R nhỏ phẩy. U2. 2R nhỏ. U2. 2R nhỏ phẩy. U2. 2R nhỏ phẩy. Đó. Vậy là nó đã lên hết trên cái mặt phía trên nữa các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng giống như là 3x3, mình sẽ giải nó thôi các bạn. Đó. Rồi sau khi mà các bạn áp dụng công thức BL của 3x3 hoài hoài luôn á, mà nó chỉ đúng được như vậy thôi các bạn, nó vẫn còn sai hai cái góc này nè, hai góc này nó bị sai nè, thì mấy bạn mình sẽ chỉ mấy bạn một công thức để mà giải cái trường hợp BLT này nha các bạn. Thì mấy bạn để cái mặt đúng ở phía sau này nè, mình để về mình áp dụng nè các bạn. Rồi như vậy là R nha các bạn. Vậy là 2R. Vậy là 3, 3 cái này là 3R nha các bạn. Đó, cùng chiều kim đồng hồ là 3R nè. Đó. Vậy là U. Đó. Vậy là U nhỏ. Cùng chiều kim đồng hồ nè, hai cái này U nhỏ. Ba cái này là hai U nhỏ nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ áp dụng cho các bạn xem nha. 3R2. Đó. U2. U2 thì bình thường nha bạn. U2. Rồi 3R2. 1 2. Rồi. 2 U nhỏ 2. 2 U nhỏ 2 là 3 tầng nha bạn. Một, hai. Ba R hai. Một, hai. Hai U nhỏ hai. Một, hai. Đó. Vậy là nó đã phá được trường hợp 3T của 6 x 6 rồi đó các bạn.
Rồi này bạn nhìn nè, nó có hình dạng vậy nè đó. Rồi bây giờ thì mấy bạn sẽ áp dụng giống như công thức của 3x3 để giải thôi. Rồi mình tìm hai cạnh nó đúng nè, hai cái góc nè, hai góc nó đúng rồi nè, hai góc đúng nó đưa về bên bên cái mặt đúng của nó. Hai góc đúng nè, góc này đúng, góc này đúng phải không? Rồi mình để nó qua mé tay phải, rồi mình áp dụng công thức R U R phẩy F phẩy R U R phẩy U phẩy R phẩy F R 2 U phẩy R phẩy U phẩy đó. Công thức của 3x3 thôi chứ không có gì nha các bạn. Đó. Thì giờ nó ra cái trường hợp này nè, là có một cái mặt đúng rồi nè. Đây bạn nhìn nè. Đó. Mặt đúng thì mình để mặt đúng ra làm sao? Mình áp dụng công thức cũng giống như 3x3 nha các bạn. Rồi. R2 U R U R phẩy U phẩy R phẩy U phẩy R phẩy U R. Đó. Vậy là mình đã hoàn thành được con 6 con 6 một cách đơn giản rồi đó. Phải không mấy bạn? Đó. Sao mấy bạn thấy có khó quá không? Nếu mà khó thì hãy để lại bình luận bên dưới video, mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nha các bạn. Nếu bạn thấy video hay bổ ích thì hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh nha các bạn. Mình sẽ làm nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn.